yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim về vụ máy bay MH370 mất tích gỡ bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp liên quan tới Việt Nam. Đó là tuyên bố của bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao tại buổi họp báo thường kỳ của bộ này diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 4 liên quan đến thông tin Việt Nam đã không hợp tác, không chủ động tìm kiếm máy bay MH370 trong bộ phim tài liệu MH370, chiếc máy bay biến mất, phát sóng trên Netflix. Bà Hằng nhấn mạnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với Malaysia, các quốc gia khác để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn, hỗ trợ các phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin. Các nỗ lực của Việt Nam vào thời điểm đó đã được báo chí trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận. Cho đến nay, các cơ quan chức năng chưa đưa ra bất cứ kết luận chính thức nào về vụ việc mất tích máy bay MH370. Do đó, bộ phim đưa ra những nhận định không có kết luận chính thức của cơ quan chức năng là sai sự thật, không phản ánh đúng những nỗ lực của cơ quan chức năng Việt Nam, khiến dư luận Việt Nam bất bình.